Video truyện kiếm hiệp Chương Dụ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 16 Nhất Kiếm Cái Thế, tác giả Đông Phương Ngọc, diễn và đọc Chương Dụ. Bây giờ cả bọn rời khỏi sảnh đường ra trước tiền viện, đã thấy Kiều Quản chuẩn bị sẵn 7-8 con ngựa cao khỏe. Nhậm Quyền quay đầu chìa tay nói: "Hòa lão đệ xin mời." Hoa Thiên Hồng chẳng khách khí, liền chọn lấy một con ngựa nhảy phóc lên. Lát sau cả đoàn 5 người chuẩn bị rời khỏi Tàu Châu của Phong Dân Hội. Đi đầu là Nhậm Quyền, kế đến là Tra Tranh, tiếp đó là gã trung niên, rồi đến Hoa Thiên Hồng, cuối cùng là Hoa Dân. Bọn họ vừa đi ra đến quan lộ thì phía sau ở trên đường xuất hiện 6-7 bóng đen, phân ra người giọt lên mái ngói, có người thì lần trong màn đêm theo đoàn người ngựa. Hoa Thiên Hồng thấy Nhậm Quyền ra thành theo cửa bắc thì thoáng ngỡ ngàng, nhưng rồi liền thấy lão ta rẽ xuống hướng đông, cuối cùng lão chọn hướng nam để thi về hướng Hoa Âm. Đoàn người ngựa ra khỏi thành thì phóng nước đại vào màn đêm rong ruổi, đến khi trời sáng hẳn cả bọn mới vào một trấn nhỏ bên đường nghỉ chân ăn uống. Hoa Thiên Hồng chợt lên tiếng hỏi: "Nhậm đương gia, lần này xuất chinh là công nhiên đối đầu hay nhân cơ xuất kỳ bất ý tập kích vậy?" Nhậm Quyền đáp: "Giang Nam phần thịnh, phàm thông đó đại ấp đều có phân đàn của Thông Thiên Giáo. Chúng ta tiến đại binh khó bề giữ kín hành tung, cho nên chỉ cần nhanh chóng đúng ngày mồng 3 tháng 7 tề tập được tại Trấn Giang, Thiên Ất Tặc Đạo đến lúc ấy mới hay tin thì có triệu tập binh mã cũng chậm, mà phòng bị thì cũng khó kỹ lưỡng." Hoa Thiên Hồng đã nhìn ra trong chuyện này không đơn giản, chỉ có song phương tham dự mà nhất định sẽ xuất hiện người của thần kỳ bang, nhưng biết hỏi trước cũng bằng thừa, trong lòng đã quyết định cứ chờ thời mà hành động. Bỗng nghe Nhậm Quyền lên tiếng hỏi: "Hoa lão đệ, tẩu độc có thời gian nhất định chứ?" "Ừ, thường vào giờ ngọ." Nhậm Quyền trầm ngâm như tính toán rồi nói: "Đến giờ mùi chúng ta như tới được Cao Già Trấn thì dừng chân nghỉ ngựa. Nhậm đương gia chớ nên chỉ vì tại hạ mà chậm hành trình đó." "Thiền lý hừng sư đi đứng có trạm, nếu nóng vội đến đó địch khỏe ta mệt thì làm sao mong thắng lợi." Ăn uống qua loa, cả bọn lại tiếp tục lên đường. Đến gần trưa, độc tính ở trong người của Hoa Thiên Hồng bắt đầu phát tác, chàng liền xuống ngựa phóng chân chạy bộ. Chàng càng chạy càng nhanh, nháy mắt vượt lên trước cả đoàn người ngựa, chạy miết đến cả trăm trượng. Hoa Dân không muốn rời khỏi chàng nửa bước nên cũng bỏ ngựa chạy theo bên cạnh. Nhìn thấy chàng mặt đỏ bừng bừng, mồ hôi nhễ nhãi, nét mặt lộ vẻ đau khổ, thì lão ở trong lòng cũng bất nhẫn lên tiếng nói: "Tiểu chủ, nếu như chịu không nổi, để lão phù điểm huyệt phòng bế kinh mạch rồi cổng thiếu chủ đi nhờ." Hoa Thiên Hồng ngớ người thầm nghĩ: "Phòng quế huyệt đạo xem ra cũng hay, nhưng ta chưa từng thử qua, chẳng biết thế nào." Khi ấy lắc đầu nói: "Cứ để ta chạy một mình." Lão Dân nhanh quay lại với ngựa đi: "Lão nô chạy được mà." "Ai, chỉ vì trong người ta thủ độc, bất đắc dĩ nên mới chạy như thế này. Đối phương lúc nào cũng rình rập chực hại ta, nếu như lão không giữ sức lực, lỡ bị đối phương tấn công thì chẳng phải là thất sách lắm sao?" Hoa Dân nghe vậy nhưng vẫn ngập ngừng áy náy nói: "Thiếu chủ chạy bộ, lão nô ngồi ngựa sao yên?" Hoa Thiên Hồng mặt đỏ gay, thấy lão vẫn cứ cố chấp thì tức giận gằn giọng nói: "Phụ thân đã mất, mẹ ta ở xa, cho nên lão mới không nghe lệnh ta chứ gì." Hoa Dân nghe câu này thì khựng người đứng lại, lắp bắp ở trong miệng: "Lão nô..." Lão còn chưa nói hết câu thì Hoa Thiên Hồng đã phóng người chạy như điên như cuồng. Còn lại mình lão đứng ngay người, bất đắc dĩ buông tiếng thở dài rồi quay lại. Vừa lúc này thì bọn Nhậm Quyền cũng đã thúc ngựa chạy đến nơi. Hoa Dân đành lên ngựa, tay nắm cương ngựa, Hoa Thiên Hồng thúc chạy đi. Cứ như thế đến cuối giờ ngọ, đầu giờ mùi thì cả đoàn tới được Cao Gia Trấn.
trấn tuy không lớn, nhưng lại là thông lộ Bắc Nam, lữ khách thường ghé chân nghỉ lại, cho nên trong trấn lớn nhỏ có đến 5 khách điếm. Hoa Thiên Hồng toàn thân ướt đẫm mồ hôi, vào đến khách điếm, liền dặn tiểu nhị chuẩn bị nước nóng cho chàng tắm. Hoa Vân cẩn thận hơn, gọi một tên tiểu nhị lại trao cho nén bạc rồi căn dặn. Ngươi nhìn thấy dốc dáng thiếu gia ta rồi chứ? Nhanh ra ngoài tìm mua một chiếc trường bào màu lam, trên thiều kìm tuyến, đai lưng bằng lớn màu lục, và thêm một đôi ủng màu hồng phấn. Còn ta thì chọn một bộ quần áo tầm thường sẫm màu là được rồi. Tiểu nhị nhìn lại lần nữa dốc dáng của hai người, đoạn cúi đầu lĩnh tiền đi ngay. Hoa Thiên Hồng nhìn Hoa Vân hỏi: ăn mặc thế nào cũng được, cỡ gì tỉ mỉ đến như vậy chứ? Hoa Vân nhìn chàng cười nói: đại gia khi còn tại thế thường thường vẫn trang phục như thế. Hoa Thiên Hồng nghe nói thì cảm động, nguyên lão nhớ tiền chủ của mình, nên muốn thiếu chủ cũng sẽ có hình thái hiện lên của tiền chủ. Lão Vân võ công cao cường, xem ra người trên giang hồ cũng khó được mấy người bị kịp. Hoa Vân ửng mặt nói: võ công của lão nô chính là hấp thụ từ lão thái gia, khi đại gia học nghệ lão nô cũng theo học cùng người. Hoa Thiên Hồng không ngờ võ công của Hoa Vân lại hấp thụ chính từ tổ phụ, thảo nào mà tinh thông tuyệt đỉnh, chẳng kém gì với phụ thân chàng. Khi ấy nhìn thấy Hoa Vân nhắc lại người xưa, rồi mũi lòng muốn khóc, chàng vội nói: mẹ không thích thấy người ta khóc. Hiện tại hành cước giang hồ, chớ nên để những nỗi thương tâm làm chùng lòng nhục khí. Hoa Vân vội chùi nước mắt rồi hỏi: chủ mẫu vì sao phải đến quan ngoại, còn thiếu chủ thì một mình phiêu bạt khắp nơi vậy? Hoa Thiên Hồng đảo nhanh ánh mắt, nhìn vách tường phòng kế bên, cố tình cười gằn rồi nói: ta đi ngao du ở bên ngoài, mẹ ta phải quản mới tìm kiếm đó. Hoa Vân không biết lời này là thật hay giả, chỉ nói: ai, thiếu chủ thật là khắp nơi đều có cừu gia, cứ đi lung tung thế này thì rất là nguy hiểm. Hoa Thiên Hồng chỉ cười thầm trong lòng rồi lại hỏi: thế những năm qua lão Vân sống như thế nào vậy? Từ sau Bất Minh Hội, chủ mẫu vội vàng trở lại Sơn Trang, lệnh lão nô dẫn tuần trang chúng đến Đông Hải an trí. Lão nô vốn không nguyện rời khỏi thiếu chủ, không biết chủ mẫu giấu thiếu chủ ở đâu, nhưng cũng không dám trái lệnh của chủ mẫu. Nói tới đó lão bỗng thở dài rồi nói tiếp: tình hình chủ mẫu hẳn thiếu chủ cũng biết rồi. Mẹ ta quá không dễ nói chuyện của cha ta năm xưa, cũng không dám trái ý người. Ai mà dám trái ý chọc giận chủ mẫu? Khi ấy tình thế nguy cấp, chủ mẫu trong người lại thọ trọng thương, lão nô không biết thiếu chủ như thế nào rồi, nên ở trong lòng thực tình bất mãn với mệnh lệnh của chủ mẫu đó. Hoa Thiên Hồng đỡ lời cho mẹ nói: trong chuyện này mẹ ta sắp đặt tất có lý của mình chứ. Hoa Vân lại không nghĩ thế, y vội nói: tuy là có lý nhưng không thỏa đáng. Họ Hoa duy nhất chỉ còn lưu lại mỗi một mình thiếu chủ, trong bổn tràng chỉ có lão nô, là nhờ hấp thụ võ công của lão thái gia nên mới tinh thông, vậy mà không theo hầu vệ thiếu gia, lại dẫn chúng đến tận Đông Hải, thử hỏi lão nô làm sao an tâm cho được. Lão ta tận trung mà nói, lời này thì cũng dễ hiểu, họ Hoa chỉ còn lại có chút cốt nhục huyết thống là Hoa Thiên Hồng. Hoa phu nhân nói gì thì cũng là người ngoài, cho nên lão tận trung tận chí theo hầu thiếu chủ là chuyện đương nhiên. Hoa Thiên Hồng nghe cảm kích vô cùng, nhưng chuyện vốn do mẹ của chàng sắp đặt và quyết định, chàng cũng không biết hết nên nói thế nào, dẫu sao thì chuyện cũng đã qua rồi. Vừa lúc ấy thì tên tiểu nhị đã bưng chậu nước nóng vào phòng cho chàng tắm. Hoa Thiên Hồng nhân cơ hội cắt ngang câu chuyện: trước tiên ta tắm rồi chúng ta đi ăn cơm. Hoa Vân dặn tiểu nhị chuẩn bị cơm nước rồi đóng cửa phòng lại. Lão ngồi ra ở một góc cho chàng tắm tự nhiên. Hoa Thiên Hồng cởi áo quần vào bồn tắm, vừa nói trở lại câu chuyện đã bỏ dở. Sau đó thế nào?
Hoa Dân ngồi trên ghế ở góc phòng nghe hỏi, bèn đáp: trước khi đi, chủ mẫu còn căn dặn kỹ lưỡng, đợi chừng nào lão nô luyện thành Thiếu Dương Cương Khí thì quay trở lại Trung Nguyên tìm thiếu chủ. Lão nô bất đắc dĩ đành mang toàn trang chúng đến tận Đông Hải an trí. Thiếu Dương Cương Khí rất khó luyện, lão nô tư chất lại không bằng đại gia. Năm 27 tuổi đại gia đã luyện thành Thiếu Dương Cương Khí, lão nô thì khổ cực ngày đêm mà luyện ròng rã suốt 6-7 năm trời mới tạm gọi là có thành tựu. Hoa Thiên Hồng nghe thì cảm động mỉm cười nói: gắn gượng mà luyện công thì không còn gì cực khổ cho bằng, may mà cũng thành công, xem ra không uổng phí công sức và thời gian. Lão nô sau khi luyện thành công phu liền trở lại Trung Nguyên, phải chạy xuôi chạy ngược, vất vả hỏi thăm khắp nơi những người bạn cố giao tin tức của thiếu chủ. Bà muốn năm nay tìm thiếu chủ đến cực khổ luôn đó. Hoa Thiên Hồng trầm ngâm rồi thở dài hỏi: những vị cố giao của gia phụ ra sao? Hoa Dân lắc đầu ngao ngán nói: những người võ công cao cường thì quy tiên gần hết rồi, trong nhà chỉ thấy còn lại đàn bà trẻ con, một số nghe đâu còn sống nhưng cũng bạc tâm bạc tết, không biết là ẩn vật ở phương nào. Hoa Thiên Hồng cảm thán ở trong lòng, cứ nhớ đến nhân vật thành danh chịu ẩn thân như Tần Bách Xuyên, rồi cũng nhà tan cửa nát, đừng nói đến những người khác. Lúc này đây tiểu nhị vào phòng mang cơm nước, rồi Hoa Thiên Hồng cũng đã tắm xong, hai người ăn no một bụng rồi mới đi nghỉ ngơi. Đến chiều khi Hoa Thiên Hồng thức dậy thì đã thấy áo quần chuẩn bị xong. Hoa Dân giúp chàng dẫn vào, rồi cứ ngắm nghía hết phía trước rồi tới phía sau tấm tắc khen ngợi: tuyệt, không khác gì đại gia năm xưa, vì chỉ có cái miệng cười thì giống chủ mẫu xinh xắn vô cùng. Hoa Thiên Hồng nghe nói cười hỏi: tính ra là ta giống mẹ hay sao? Hoa Dân trầm ngâm đáp: đại gia giống chủ mẫu nghiêm khắc, thiếu chủ từ nhỏ nghịch ngợm rất giống đại gia, nhưng hiện giờ thì chẳng biết giống ai. Hoa Thiên Hồng cười nói: trong thời loạn thế này nên giống gia mẫu thì tốt hơn. Ăn uống xong thì trời tối lắm, bọc chủ hai người ngồi uống trà ở trong phòng. Hoa Dân chợt thấp giọng nói: thiếu chủ, lão nô đã tra ra một chuyện. Trận hỗn chiến cuối cùng trên Bắc Minh hội năm xưa chính là bọn thiên ất tặc đạo của Thông Thiên Giáo liên thủ với Yến Sơn Nhất Quái, Long Môn Song Sát và Phong Vân hội, và ngoài ra còn thêm một nhân vật gọi là Chu Nhất Cuồng. Năm tên này dây đánh một mình đại gia. Hoa Thiên Hồng gật đầu rồi đánh mắt về hướng tường phòng bên cạnh nói khẽ: tài dách mạch rừng đó. Ba tên đại ma đầu của Nhất Bang, Nhất Giáo, Nhất Hội đều là hạng bỉ ổi vô liêm sĩ, không cần phải giữ lời hứa trọng tính nghĩa gì. Chúng ta tự thân đơn độc đi tìm diệt thiên ác đạo tặc báo thù cho đại gia, nếu cùng phường dơi nhậm quyền cũng chẳng có ích gì đâu. Ba Thiên Hồng ánh mắt kiên nghị nhìn lão thấp giọng nói: chúng ta không chỉ đơn giản báo thù riêng, mà đại sự nhất định phải làm là quỷ diệt cả Nhất Bang, Nhất Giáo và Nhất Hội đó. Hoa Dân giật mình kích động thì thầm nói: sức đâu làm nổi. Chuyện này đương nhiên đâu phải một sớm một chiều, hiện tại nhậm quyền đang muốn lợi dụng ta, cho nên hắn còn chưa ra tay. Mỗi khi xong chuyện nhất định hắn sẽ khử ta, cần hết sức đề phòng. Theo thiện ý của lão nô thì chúng ta nhanh tìm gặp chủ mẫu bàn nghị kế sách. Lão nói chưa hết câu, chợt nghe bên ngoài có tiếng chân người, bèn lớn tiếng hỏi: ai đó? Cửa mở ra xuất hiện một trang trung niên hán tử cao lớn. Người này chính là thủ lĩnh của 40 tài thân vệ, họ Tả, tên là Văn Khôi. Vừa vào phòng đã ôm quyền nói ngay: tệ đương gia cho mời công tử chuẩn bị lên đường tiếp. Hoa Thiên Hồng gật đầu đứng lên rời phòng. Hoa Dân ôm bọc hành lý theo sau. Nhậm Quyền và Bác Bích Tu La Tra Tranh đã chờ sẵn. Tả Văn Khôi thanh toán tiền phòng, rồi cả đoàn 5 người tiếp tục lên đường phóng ngựa xuyên màn đêm về hướng nam. 40 tài hán tử trong đội thân vệ
thì đi trước một bước làm tiền trạm. Bọn chữ nguyên cực thì không biết theo hướng nào, nhưng từ đêm phân tán tại Tàu Châu đến giờ không gặp lại. Bọn họ cứ vậy vừa đi vừa nghỉ liền mấy ngày. Trong đoàn đối với chuyện Hoa Thiên Hồng, đến mỗi khi phóng bộ chạy tẩu độc thành chuyện thường, Hoa Dân cũng không còn lo âu như những hôm đầu tiên. Trưa hôm ấy khi Hoa Thiên Hồng trong người bị độc phát tác, phóng chân chạy một quãng, rồi sau đó quay đầu phóng chạy về sau. Có đến 2-3 dặm mới chạy trở lại. Đột nhiên vừa quay đầu chạy trở lại theo mấy người kia chưa được bao lâu, từ bên đường xuất hiện một lão đầu đà, thân vận tăng bào màu vàng đất, râu tóc bạc trắng, cổ đeo tràng hạt, đầu đai quấn tóc, tay nắm gọn cây nguyệt nha thiết sản, lững thững bước tới. Vừa rồi chàng đã qua đây không thấy người này, nhưng giờ chạy trở lại thì đã thấy xuất hiện, trong lòng hơi sinh nghi. Nhưng lão đầu đà bước đi cứ như tựa hồ như không để ý đến chàng, cho nên chàng cũng không có tiện hỏi. Đến khi chàng vừa chạy ngang qua người của lão đầu đà, bỗng nghe dèo một tiếng, ngọn nguyệt nha thiết sản phóng ngang ra cản đường trước mặt của chàng. Hoa Thiên Hồng đang trên đà chạy tới, ngọn thiết sản cản nhanh trước mặt, khiến chàng nhất thời không né kịp, đã thấy nhắm ngay trước ngực, đành dung tay gạt một cái nhảy ra ngoài. Nhưng lão đầu đà tự như hình với bóng, chẳng biết thi triển thân pháp thế nào, lách người án ngữ trước mặt chàng trong tức khắc. Hoa Thiên Hồng thầm kêu lên, thân pháp kỳ tuyệt. Nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ bất bình, trầm giọng nói, xin đại sư tránh đường cho. Lão đầu đà chắp tay trước ngực, niệm lớn Phật hiệu A-di-đà Phật rồi nói, lão tăng nhìn thấy thí chủ lòng dạ bất an, ở trong lòng ác loạn động khó chịu. Tại hạ trong người thụ kỳ độc, quả khổ vô cùng. À, nói vậy chạy thế này thì dễ chịu hơn sao? Đại sư nói không sai. Hoa Thiên Hồng không vốn hơi đâu nói chuyện nhiều với lão đầu đà, nên đáp xong rồi là muốn phóng chân chạy đi ngay. Nghiệt tử vô lễ! Lão đầu đà tức giận thét lớn, tiếp liền ngọn nguyệt nha thiết sản dùng lên đánh ào tới người chàng thế cực mạnh. Hoa Thiên Hồng thấy lão đầu đà khi không sinh sự thì cũng vẫn thầm nghĩ, đã thế thì để ta xem lão đầu đà ngươi bản lĩnh thế nào. Nghĩ rồi dùng chưởng quá giải thế trượng của đối phương, nháy mắt hai người đã đánh nhau kịch liệt. Lão đầu đà ban đầu chỉ đánh như cầm chân chàng, nhưng càng đánh thì mặt càng đỏ phừng phừng, tức giận thét lớn, bần tăng sắp khai sát giới, nếu người chống không nổi thì mở miệng xin tha đi. Hoa Thiên Hồng thấy buồn cười, không hiểu lão đầu đà cản đường mình là có dụng ý gì. Khi ấy chàng đáp mà hỏi, thiền sư xưng hô thế nào đây? Thí chủ bất tất phải hỏi nhiều, nhưng đại sư cản đường tại hạ là có dụng ý gì? Bần tăng muốn quá duyên. Hoa Thiên Hồng trong đầu thầm nghĩ, người xuất gia quá duyên, nào có phép quá duyên kỳ lạ đến như thế này. Khi ấy lớn tiếng hỏi, đại sư không giống như những người khổ hạnh khác, không biết quá duyên như thế nào vậy? Bần tăng muốn quá duyên cho người khổ hải vô biên, hồi đầu thị ngạn. Người như biết được cờ trí thì nhanh chân theo bần tăng đi. Trong khi nói chuyện thì ngọn nguyệt nha thiết sản trong tay đã thấy khí thế giảm lại. Hoa Thiên Hồng khả dĩ chống đỡ. Chàng nghe lão đầu đà nói vậy nhíu mày nói, đại sư thiền cơ quyên thâm ảo diệu, tại hạ tuổi trẻ làm sao tham thấu thiền cơ, nên biết từ đây về phương Nam đều là biển khổ vô biên. Nếu như ngươi còn không chịu quay đầu thì bị trầm luân trong khổ hải. Thiền từ rộng lớn nhưng cũng không cứu độ nổi người đến bờ cực lạc. Bần tăng nói ít mà đơn giản, lý nào ngươi còn lại không hiểu? Hoa Thiên Hồng phần nào đã hiểu ra tâm ý của lão đầu đà, chỉ rõ chàng không nên gia nhập vào trong chuyện nhất bàn nhất giáo và nhất hội, đó chính là bể khổ trầm luân, dấn thân vào khó thoát ra được. Chàng hiểu khó có thể nào mà giải thích nổi, liền lên tiếng nói, đa tạ thiện tâm khuyến giải của đại sư, nhưng tại hạ vốn từ trước tổ tiên phụ thân đã nguyện chí thành,
Di chí của người chuyện không thể không làm. Thiền ý đã định, người chí khí đến đâu cũng chẳng thể nào hoàn thành được. Hoa Thiên Hồng khí khái ưỡn ngực nói: Thiên tâm nan lượng, ai biết được ý trời thế nào, tại hạ chỉ có một con đường tiến mà không thoái. Phần thầy tán cốt cũng định thành di chí của tiền phụ. Lão đầu đà mặt sạm lại, hiện nét tức giận gằn giọng nói: Bần tăng hảo ý, người ngoan cố không nghe. Được, chỉ cần ngươi qua nổi ngọn thiết sản này thì tùy ý ngươi. Nhưng bần tăng nếu thắng thì ngươi nhất định phải theo bần tăng. Dứt lời, ngọn nguyệt nha thiết sản đánh ào tới tấn công ngài. Hoa Thiên Hồng cũng chẳng nói thêm nửa lời, dùng chưởng chống trả. Dưới ánh nắng chói chang, hai người quần đấu nhau kịch liệt. Đột nhiên lúc này Hoa Dân từ hướng ngược lại phóng chạy nhanh tới. Từ xa lão đã nhìn thấy có người động thủ với Hoa Thiên Hồng. Lão tức giận thét lớn: Kẻ nào không nhanh dừng lại! Khi quát thì người còn ngoài 50 trượng, nhưng dứt tiếng thì đã đến nơi. Lão ta mười mấy năm nay khổ cực mới tìm thấy lại được thiếu chủ. Giờ thấy thiếu chủ còn đang thụ độc lại bị người chặn đường thì phẫn hận vô cùng. Vừa đấu thì đã gầm lên một tiếng, thi triển thiếu dương cường khí đánh thốc ra một chưởng vào hông trái của lão đầu đà. Lão đầu đà thấy tình thế quá hiểm, hú dài một tiếng, thầu phương tiện sạn giọt người lên không trung rồi phóng đi mất dạng. Lúc này Hoa Thiên Hồng khựng người lại nhìn Hoa Dân rồi hỏi: Có sao không? Hoa Dân lắc đầu xoa tay đáp: Không, lão đầu đà này thật là lợi hại đó. Người này vẻ không có ác ý, thế nhưng không chịu báo ra tính danh, chẳng biết có phải là người năm xưa trong Bắc Minh hội hay không. Hoa Dân nhíu mày cố nhớ xem năm xưa trong Bắc Minh hội có nhân vật nào như vậy không, nhưng rồi lắc đầu nói: Những nhân vật thành danh năm xưa trong Bắc Minh hội không có ai như thế này. Hoa Thiên Hồng bất chợt reo lên: À, hay là người này quá trang thành đầu đà để che mắt thiên hạ. Hoa Dân ngầm thấy có lý, y gật đầu nói: Phía trước xảy ra chuyện người của Thông Thiên giáo trận đánh Nhậm Quyền và Tra Tranh. Hoa Thiên Hồng nghe thì nhíu mày rồi lên tiếng hỏi: Đối phương mấy tên, chúng ta đến đó xem sao. Thông Thiên giáo gồm 3 lão đạo và 1 phụ nhân. Bọn Nhậm Quyền vẫn chống cự được, thiếu chủ chậm chậm đi đến cũng không muộn. Hoa Thiên Hồng trong đầu thoáng nghĩ đến bọn người của Thông Thiên giáo này là ai, bèn lên tiếng hỏi: Có phải phu nhân hãy còn ôm một con chồn trắng? Không sai, 3 lão đạo chính là Ngũ Âm Chân Nhân, Thanh Hư Tử và Hồng Diệp Đạo Nhân. Phụ nhân gọi là Ngọc Đỉnh Phu Nhân, nhưng mà sao thiếu chủ lại biết bà ta? Hoa Thiên Hồng chẳng giấu giếm mỉm cười nói: Ngọc Đỉnh Phu Nhân con người không đến nỗi tệ, ta có qua lại với người này, vẫn thường gọi ta là Thư Thư. Hoa Dân trố mắt ngạc nhiên, vẻ không vui nói: Thiếu chủ sao lại giao du với những người này? Chủ mẫu nếu như biết được ắt sẽ không hài lòng đó. Hoa Thiên Hồng lắc đầu nói: Những người có thể giao du ta đều giao du. Người trong tam phái quá nhiều, đánh không xuể, giết không tận. Nếu như có thể cảm hóa được người ta, cải sai hướng thiện thì còn gì tốt hơn chứ. Hoa Dân trố mắt nhìn chàng khâm phục nói: Thiếu chủ hành sự giống đại gia không giống chủ mẫu, thật khiến người ta khâm phục. Hoa Thiên Hồng bật cười nói: Bọn Nhậm Quyền 2-4 đã khó, mà còn có Bạch Ly ở trong tay của Ngọc Đỉnh Phu Nhân cũng rất là lợi hại. Người nói xem bọn Nhậm Quyền thế nào rồi? Nhậm Quyền thì không sao, thế nhưng chỉ sợ Trà Tranh chống đỡ không nổi. Hắn vừa bị chém đoạn cánh tay, thương tích vẫn còn chưa có lành hẳn, đương nhiên động thủ vất vả rồi. Nói rồi trong đầu nhầm tính, không biết khi đến đó thì sẽ ra tay trợ giúp bên nào. Hoa Thiên Hồng quyết định nhanh ở trong đầu, cứ đến đó tùy cơ hành động. Hai người quay chạy đến phía trước thì quả nhiên một trường kịch chiến đang diễn ra. Con quái thú hung hãn cứ bổ nhào vào người của Tra Tranh tấn công. Bác Bách Tu La Tra Tranh vốn không lâu trước đây bị thương bởi tay thương du khách,
bị chém đứt một cánh tay, thương thế vẫn còn chưa ổn định, cho nên động thủ còn nhiều trở ngại. Chống trả còn bạch ly của Ngọc Đỉnh phu nhân quả không phải là chuyện đơn giản. Ngọc Đỉnh phu nhân tài sử dụng ngọn phất trận đánh nhau với Tả Văn Khôi, thủ lĩnh của Kim Đao Thần Vệ. Ngọn phất trận lúc cương lúc nhu, khí thế vô cùng, chừng như lúc nào cũng quyện lấy ngọn cửu hoàng kim đao trong tay của đối phương. Ngược lại Tả Văn Khôi, ngọn đao trong tay thế như bài sơn đảo hải, từng chiêu từng thức quá giải phất trận pháp kỳ dị của Ngọc Đỉnh phu nhân không chút núng thế. Điều này thật hoàn toàn nằm ngoài suy nghĩ của Hoa Thiên Hồng. Xem tình thế này rồi, chẳng mấy chốc nữa Ngọc Đỉnh phu nhân sẽ dở đến tuyệt học quyết sát thần công mới thắng được đối phương. Còn lại một bên là ba lão đạo nhân, Ngũ Âm chân nhân, Thanh Hư tử và Hồng Diệp chân nhân hợp bích dây đánh Nhậm Quyền. Nhậm Quyền tuy song trưởng bác đấu với ba tài cao thủ thông thiên giáo, nhưng thần thái vẫn ung dung thông thả như không. Tài trưởng khi quá giải khi nương thế trả đồ, chung quy không chút núng thế, quá chẳng thẹn danh người đứng đầu phong vân hội. Hoa Thiên Hồng nhìn thấy trường quyết đấu càng lúc càng dữ dội, ở trong lòng bất giác chấn động, chưa biết nên hành động thế nào. Lại nói khi chủ bọc họ đến thì cả song phương đều đã nhận ra Nhậm Quyền vốn biết chàng có giao du với Ngọc Đỉnh phu nhân, cho nên không biết lúc này tâm lý chàng thế nào. Ngược lại bọn người của thông thiên giáo thấy chàng đi cùng với phong vân hội thì cũng không hiểu chàng toan tính ra sao, nên nhất thời không thấy ai lên tiếng mà đăng ký. Nhất là Ngọc Đỉnh phu nhân cứ làm như không hề nhìn thấy chàng xuất hiện. Đang mãi suy nghĩ, đột nhiên nghe Hồng Điệp đạo trưởng lớn tiếng cười nói: Nhậm đương gia, ngươi hôm nay như kẻ đắm thuyền, còn không nhanh tự thoái. Nhậm Quyền phát trưởng đẩy bức một kiếm của đối phương rồi cười gằn nói: Trong thông thiền giáo, Nhậm mổ chỉ biết một mình Thiền Ất Tử, các người nhanh gọi lão ta ra đây nói chuyện đi. Hồng Điệp đạo trưởng tức giận thét lớn nói: Giáo chủ tệ giáo ở tận Lâm An. Nhậm Quyền không đợi lão ta nói hết, liền cắt ngang câu nói lớn tiếng nói: Nhậm mổ chính định đến Lâm An tìm Thiền Ất Tử đây. Hồng Điệp đạo nhân khoa kiếm lên rồi gằn giọng nói: Nhậm đường già một trùng dù nhân, chớ trách bần đạo đắc tội đó. Nói rồi kiếm ra liền ba chiêu, lại thét lớn tiếng: Chư vị trước tiền phế ba tên đầu não này. Ngọc Đỉnh phu nhân bỗng nhiên cười nhạt lên tiếng: Được, hôm nay xem ra bốn phu nhân phải khai sát giới rồi. Vừa dứt lời, tay phải thâu ngọn phất trần lại, tay trái ngọc thủ dương dài ra, chưởng thẳng vào ngực của Tả Văn Khôi. Tả Văn Khôi thấy đối phương thay đổi đấu pháp, biết đến hồi gai cấn nên không dám khinh suất, chém mạnh một kiếm lấy đường rồi lách thoát nhanh ra ngoài hai xích. Ngọc Đỉnh phu nhân tay xuất chưởng, trong miệng đột nhiên quýt sáo dài, nghe như tiếng hồ tiêu vang lên lanh lảnh. Con quái thú Bạch Ly vừa nghe thấy tiếng quýt sáo dài của Ngọc Đỉnh phu nhân, bỗng gừ lên một tiếng hung dữ, mắt long lanh sòng sọc, xông vào tấn công tra tranh như cuồng. Lúc này tình hình cuộc chiến, Nhậm Quyền tuy một chống ba, nhưng bình thủ, còn lại tra tranh và Tả Văn Khôi đều rơi vào thế nguy hiểm. Nhậm Quyền đầu vừa để ý mắt quan sát, trong lòng tức giận đột nhiên thét lớn: Giang hồ bình lãng hơn 10 năm nay, giờ phong ba đột khởi, đến xuất sinh cũng dùng đắc thủ được sao? Trong tiếng thét, thân hình của lão tự như ánh chớp thoát khỏi màn kiếm thép của ba lão đạo nhân, hai tài xuất chưởng, một tấn công vào người của Ngọc Đỉnh phu nhân, một đánh thốc vào quái thú cứu nguy cho tra tranh và Tả Văn Khôi. Hồng Diệp đạo trưởng và Thanh Hư đạo trưởng đồng thanh quát lớn, hai thanh trường kiếm đâm tới. Ngũ Âm chân nhân cũng không hề chậm hơn, thanh kiếm vòng ra ngoài rít lên nghe rợn cả người, chém thẳng vào tay trái của Nhậm Quyền. Nhưng chỉ thấy thân hình của Nhậm Quyền loáng thoáng nhanh ra khỏi màn kiếm một cách dễ dàng, rồi hợp cùng với Tra Tranh và Tả Văn Khôi tạo thế kỳ dốc để cùng nhau đối đầu với đối phương. Hoa Dân đứng cạnh bên ngoài nhìn thấy, trên mặt của Hoa Thiên Hồng thoáng hiện nụ cười nhạt, không biết trong đầu chàng đang nghĩ gì,
chỉ sợ chàng dúng tay vào chuyện này, nên bèn thấp giọng nói: song phương đều chưa xuất thủ tận lực, chúng ta bất tất xen vào chuyện này. Chẳng ngờ Hoa Thiên Hồng đang cười mỉm bỗng nhiên cất tiếng cười lớn nói: chư vị ngừng tay, nghe tại hạ nói một câu. Mọi người nghe tiếng của chàng đầy chân khí hùng hậu, bất giác đều tự thâu binh khí thối lùi ra sau. Ngọc Đỉnh phu nhân với tay ôm con quái thú Bạch Ly vào lòng cười hỏi: tiểu bằng hữu, ngươi định nói gì? Hoa Thiên Hồng ôm quyền cười nói: thư thư khỏe chứ? Như vị đạo trưởng khỏe chứ? Ngũ Âm chân nhân và Thanh Hư tử đều đã gặp mặt chàng nên liền chắp tay hoàng lễ chào hỏi: đà tạ Hoa công tử vẫn khỏe. Ngọc Đỉnh phu nhân cười tiếp lời hàm ý trách móc: ta cứ ngỡ ngươi không còn nhìn thư thư này nữa chứ. Tiểu đệ vẫn là tiểu đệ, chưa từng nghĩ chuyện dinh cành lèo cao. Nói tới đó chàng ngoái mắt nhìn quanh một vòng rồi thấp giọng nói tiếp: Thông Thiên Giáo và Phong Vân Hội đều là hai danh phái đứng đầu võ lâm. Nhậm Đương Gia và Thiên Ất Giáo chủ bình sinh vẫn có giao hữu. Theo lời khuyên của tại hạ thì cuộc chiến hôm nay nên kết thúc tại đây. Ngọc Đỉnh phu nhân cười khanh khách nói: trong thiên hạ có lẽ chỉ mình ngươi là sợ thiên hạ đại loạn thôi. Chuyện này như không có lời hứa nào có thể thực hiện được. Hoa Thiên Hồng biết bà ta hàm chỉ mưu đồ của Nhậm Quyền, khi ấy quay lại nhìn lão ta nói tiếp: Nhậm Đương Gia chỉ là hiểu nhầm nhỏ, cứ chờ đến lúc gặp Thiên Ất Giáo chủ thì mọi chuyện đều sẽ hóa giải. Chúng ta đi. Tả Văn Khôi và Hoa Dân nghe đi thì liền dẫn ngựa đi tới. Nhậm Quyền và Hoa Thiên Hồng lập tức nhảy người lên ngựa, chợt nghe Ngọc Đỉnh phu nhân cười nhạt hỏi: Hoa huynh đệ, nếu như chúng ta nhất định giữ chân Nhậm Quyền lại đây thì ngươi sẽ giúp Phong Vân Hội hay là giúp Thông Thiên Giáo đây? Nhậm Quyền nghe hỏi câu này thì hừ một tiếng nặng nề như muốn nói gì, nhưng rồi lại thôi. Hoa Thiên Hồng liền lên tiếng nói: chỉ bằng vào thư thư và ba vị đạo trưởng, quyết không giữ nổi chân của Nhậm Đương Gia. Nếu không thì Phong Vân Hội há còn đứng vững đến ngày hôm nay hay sao? Nhậm Quyền nghe nói câu này mát dạ mát lòng thầm nghĩ: thằng tiểu tử này thật thông minh. Ngọc Đỉnh phu nhân ngược lại biểu môi nói: nếu như chúng ta không tự lượng sức mình, khi nào ra tay cản đường chứ? Hoa Thiên Hồng nghe bà ta nói ngoa như vậy, chàng nhún vai cười nhạt rồi nói: tiểu đệ chỉ khoanh tay đứng ngoài không giúp ai hết. Vậy thư thư địch không nổi, tình cảnh nguy đến tính mạng thì sao? Hoa Thiên Hồng nhíu mày suy nghĩ rồi đáp: nếu nguy đến tính mạng thì đương nhiên tiểu đệ ứng cứu. Ngọc Đỉnh phu nhân cười ha hả. Rồi bà nói thế có nghĩa là Hoa lão đệ vẫn giúp Thông Thiên Giáo. Hoa Thiên Hồng chỉ mỉm cười ôm quyền nói: hẹn ngài tái ngộ, xin cáo từ. Nói rồi thúc chân vào hông ngựa phóng đi. Nhưng đột nhiên trông thấy Hồng Điệp đạo trưởng thân hình lướt nhanh tới chặn đầu ngựa và hỏi: Hoa công tử cũng định đến Lâm An bái kiến tệ giáo chủ sao? Nhậm Quyền thúc ngựa chạy đến cười nhạt nói: Hồng đạo trưởng, người động đến bổn nhân còn có đường sống sót. Nếu như động đến Hoa công tử thì nhầm mẫu bảo đảm ngươi hoành thay tại đây, mãi mãi không còn trở về được Lâm An. Hoa Thiên Hồng thầm nghĩ: ta còn chưa chịu lập kế ly gián thì lão đã dở đòn trước rồi. Nghĩ vậy chàng bèn mỉm cười nói: nhầm giáo chủ đừng đề cao tại hạ như vậy mà. Hồng Diệp đạo trưởng đảo nhanh đôi mắt rồi lên tiếng nói: tiểu tử người, bần đạo hỏi người chẳng lẽ tài của người điếc hay sao chứ? Hoa Thiên Hồng nhíu mày rồi chàng rủa thầm: đồ con lừa, người định bức ta chăng? Đột nhiên bóng người loáng lên, chính là Hoa Dân dùng tay giáng một chưởng kèm theo rồi lên tiếng thét: người chửi ai vậy? Một chưởng này tuy chưa thi triển Thiếu Dương Cương Khí, nhưng chưởng ra uyên thâm kèm công lực thâm hậu khiến người ta nhìn thấy đều phải chấn động. Hồng Diệp đạo trưởng chẳng ngờ bị tấn công lại chính từ lão già nhỏ thó kia, giờ chưởng lên án ngữ trước ngực. Chỉ nghe bình một tiếng, cả người lão đạo thói liền ba bước trở tay rút phát thanh trường kiếm
quơ lên rồi la lớn: "Bần đạo nhìn lầm ngươi, tôn giá quý danh đại tính của ngươi là gì?" Hoa Dân cười nhạt nói: "Không phải ngươi nhìn lầm, người mà ngươi chống quên đó thôi. Lão phu chính là Hoa Dân tổng quản Lạc Hà Sơn Trang. 10 năm về trước, lão phu có duyên gặp gỡ lão đạo ngươi một lần." Hồng Diệp đạo trưởng lúc đầu ngớ người, nhưng rồi như chợt nhớ ra rồi cười hăng hắc mấy tiếng, cố tình nói chợt đi: "Giang hồ đồn đãi chủ nhân Lạc Hà Sơn Trang họ Nhậm, Hoa Dân ngươi làm sao lại là tổng quản của Lạc Hà Sơn Trang được chứ?" Nhậm Quyền giật mình, ngờ đâu đối phương lại nói câu này. Lão chiếm Lạc Hà Sơn Trang, lão gượng cười nói: "Ta nhận thấy Lạc Hà Sơn Trang bỏ phế mà tiếc, nên mới di cư đến đó. Ai, không ngờ phúc trùng hữu hòa dẫn đến chuyện độc tử bỏ mạng. Hiện tại cố chủ đã về, Nhậm mổ đương nhiên sẽ mang nó trả lại cho Hoa công tử." Hồng Diệp đạo trưởng kỳ thực say mê sắc đẹp của Ngọc Đỉnh phu nhân từ thời còn trẻ, mà cam nguyện phủ phục dưới chân của bà ta, dù ít nhiều cũng hưởng chút dư hương. Nào ngờ gần đây xuất hiện chàng thiếu niên khôi ngô tướng tú, lọt vào mắt xanh của Ngọc Đỉnh phu nhân, khiến lão ở trong lòng sinh ghen tức đố kỵ. Hoa Thiên Hồng tự hồ như là cái gai trong mắt của lão, nên mới tìm đủ cách để hại Hoa Thiên Hồng. Bản tính vô tư nên không biết mình còn bị đố kỵ bởi chuyện này. Nhậm Quyền ngược lại thấy Hồng Diệp đạo trưởng chẳng nói gì được thì nhân cơ dục Hoa Thiên Hồng: "Hoa công tử, chẳng còn sớm nữa, chúng ta lên đường đi thôi." Nói rồi giật dây cương thúc ngựa đi. Ngũ Âm chân nhân vốn biết Hoa Thiên Hồng thân thiết với Ngọc Đỉnh phu nhân, đã thế chàng võ công cao cường, chỉ sợ Hồng Diệp đạo trưởng làm quá dẫn đến cục diện không hay, bèn lên tiếng chen vào nói: "Hồng Diệp đạo huynh, chuyện hôm nay nên dừng tại đây, chúng ta cũng nên đi thôi." Lúc này mặt trời đã đứng bóng, cái nắng gay gắt khiến chẳng ai muốn ở lâu giữa đường trưa bóng vắng này. Hoa Thiên Hồng ôm quyền xá dài Ngọc Đỉnh phu nhân rồi hoài ngựa phóng chạy theo ngay. Ngọc Đỉnh phu nhân ngưng mắt nhìn 5 con tuấn mã phóng đi dần, để lại một làn bụi đỏ mù trời, bất giác ở trong mắt hằn lên ánh phẫn hận. Suốt cả chặng đường, trong đầu của Hoa Thiên Hồng lởn vởn hình bóng của lão đầu đà kỳ quái, không biết nhân vật này là ai. Thỉnh thoảng chàng cố tình phóng vượt ra xa lên trước, hoặc đi chậm lại phía sau, nhưng bóng lão đầu đà kia vẫn không còn thấy xuất hiện thêm lần thứ hai nữa. Chiều ngày hôm sau, khi cả bọn vào thành Hoài Âm, đây là một trung trấn vùng Giang Bắc, giao thông phát triển, thủy lục tương thông. Lần này thì 4 người, 40 tài kim đao thân vệ vẫn còn ở lại ở trong thành chưa đi. Vào nghỉ trong khách điếm, Hoa Thiên Hồng ngồi uống trà chờ nước tắm, chợt thấy Tả Văn Khôi bước nhanh ôm quyền thi lễ nói với chàng: "Tổng đương gia lệnh tại hạ thông báo với Hoa công tử, hôm nay toàn binh mã nghỉ tại Hoài Âm 1 ngày, tối mai nhân mát trời mới tiếp tục lên đường." Nói tới đó, gã thò tay vào trong áo lấy ra một chuỗi minh cân và 2 sâu tiền vàng, trao vào tay của Hoa Dân rồi nói tiếp: "Tổng đương gia nói Hoài Âm sầm quốc phồn thịnh, Hoa công tử có thể thích đi chơi đây đó." Hoa quản gia nắm lấy chút số kim ngân này cho công tử chi dùng. Hoa Thiên Hồng định chối từ thì Hoa Dân đã nắm trong tay nói: "Chuyển đạt lại Nhậm đương gia, bảo chuỗi minh châu và 2 sâu tiền vàng chỉ là tuyền thê Lạc Hà Sơn Trang. Chúng ta trong thời gian qua chỉ cần chừng này, không tính toán nhiều." Tả Văn Khôi nghe cũng không mấy hài lòng, nhưng chỉ đáp một tiếng cho qua rồi rút lui. Chiều hôm đó, chuyện phím xong xuôi, chủ tớ 2 người ra đường dạo phố. Đường xá càng về tối càng đông đúc, phần lớn là khách đi ăn uống và chơi đêm. Hai bên đường từng hiệu thương điếm hàng quá la liệt, đèn xanh đỏ đủ sắc khiến cho cảnh thị tứ ban đêm vốn đã thịnh vượng lại càng hoa lệ phồn thịnh hơn. Hoa Thiên Hồng ban đầu còn thích mắt, nhưng rồi nghĩ cũng không biết mua sắm gì, cũng chẳng biết đi chơi ở đâu,
tự nhiên ở trong lòng nhớ đến mẫu thân rồi nhớ đến Tần Uyển Phụng. Giá như lúc này có họ hai người ở đây thì vui thú biết mấy. Càng nghĩ thì lòng càng nặng trĩu, khiến chàng không còn thú vị để đi chơi nữa. Bất giác dừng chân nói, ta mệt quá, chúng ta về khách điếm thôi. Hoa Dân chỉ nhìn nhận ra vẻ khác thường trên mặt của thiếu chủ rồi hỏi, thiếu chủ trong người không khỏe sao? Hoa Thiên Hồng chỉ lắc đầu, chủ bọc hai người khi ấy quay gót định trở về. Đột nhiên từ hướng ngược lại có người khập khểnh đi tới, lắc lư thân hình như sai hát nghêu ngao. Bao nhiêu dần nguyệt vượt qua non, mắt giọng hài nhi cuốn mỏi mòn. Ai đó cùng ta bàn thế sự, còn ai vui thú mảnh tình con? Hoa Thiên Hồng nhận ra lão già thấp lùng, tài nắm quạt phe phẩy, vừa đi vừa hát này, chính là lão già lần trước trong tụ anh lâu ở Tàu Châu đã cắp Tần Ngọc Long bỏ chạy, cũng chính là người hát treo Ngọc Đỉnh phu nhân trong khách điếm. Chàng vốn đã toan định người này tất phải là cao nhân ẩn sĩ, khi ấy liền bước tới chắp tay thi lễ nói, lão tiền bối. Chẳng ngờ lão già cứ như không nhìn thấy, cứ lắc lư thân hình vừa đi vừa hát, chớp mắt lại vượt ngang qua người chàng mà đi. Hoa Thiên Hồng chẳng kịp nghĩ gì nữa, quay người bước theo, lại thấp giọng hỏi nhỏ Hoa Dân. Lão Dân, người biết gì lão trưởng này chứ? Hoa Dân nghe nói nhíu mày cố nhớ xem rồi thấp giọng nói, người này trông quen quen, chỉ có điều nhất thời không nhận ra là ai thôi. Vừa nói lão vừa đưa mắt ngưng nhìn dốc dáng của lão già rồi nói tiếp, 10 năm trước, những nhân vật thành danh trong giang hồ lão nô gần như biết hết. Nếu có vài nhân vật chưa biết mặt thì cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hoa Thiên Hồng thầm nghĩ, không lẽ người này chỉ là nhân vật mới xuất đạo sao? Hoa Thiên Hồng bước chân càng nhanh hơn, Hoa Dân chạy theo bên cạnh, mắt cứ chăm chăm nhìn lão già thấp lùng ở phía trước, thấy thân hình của lão khập khểnh như muốn ngã. Nhưng kỳ thực một bước chân lắc người xa đến cả trượng, đủ thấy khinh công của người này đạt đến cảnh giới thượng thừa. Hoa Dân ở trong lòng sinh nghi, bèn giọt người lên trước gọi lớn, ê, vị bằng hữu kia, công tử ta có lời muốn nói kìa. Lão già lúc ấy mới ngừng tiếng hát, chậm rãi quay người lại, ngưng mắt nhìn bọn họ hai người nhưng chưa nói gì. Hoa Thiên Hồng tiến lên ôm quyền thi lễ nói, lão tiền bối, tiểu bối Hoa Thiên Hồng có điều xin thỉnh giáo. Lão già nhe nhảy chiếc quạt ở trên tay rồi nói, không dám, tiểu lão cà người có gì muốn nói chăng? Hoa Thiên Hồng châu mài hỏi, không biết tên xưng hô thế nào với lão tiền bối? Tiểu lão cà người, nếu như đã muốn biết ta cũng chẳng có giấu gì. Ta họ Chu, tên là Đồng, năm xưa cũng từng có chút thâm vào dời lệnh tôn đó. Hoa Dân nghe vậy thì ngạc nhiên thốt lên, thì ra là Chu đại gia, tiểu nhân quá là đứng trước Thái Sơn không biết Thái Sơn. Mây tụ khiến sơn lão, sầu khổ khiến người già. Người chỉ 10 năm mà đã mặt đầy nếp nhăn, khiến cho ta cơ hồ cũng chẳng có nhận ra. Nói vậy lão đại già không sầu khổ cớ gì trước đây mặt trắng giờ lại sinh ra như thế này chứ? Ta chính vì cải đạo luyện ma công cho nên mặt mới đỏ phần như thế này đó. Chu Đồng nói rồi ngửa cổ cười dài ha hả rồi tiếp, lén lút mà sống chẳng dám ngẩng mặt nhìn thế nhân, không thẹn đỏ mặt thì còn tệ hơn là cầm thú. Hoa Dân khựng người, lúc ấy giới thiệu với Hoa Thiên Hồng, thiếu chủ, vị này chính là một trong võ lâm sông tiền. Chu Đồng nghe nói thì sạm mặt lại lắc đầu trả lời, bài tướng không nên nói lời hùng, chuyện xưa chớ nên nhắc lại. Hoa Thiên Hồng ngầm thở dài rồi nói, lão tiền bối, tìm một nơi nghỉ chân, dạng bối có đôi lời muốn thỉnh giáo với tiền bối. Quý thính giả thân mến, Nhất Kiếm Cái Thế phần thứ 16, tác giả Đông Phương Ngọc, đến đây tạm dừng.
Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 17 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.